khi mà cái laptop của mình nó bị cái màn ảnh nó bị cứng ngắc, mình không có đổi gì được hết trơn á, gọi là cái frozen screen. Mình muốn cho nó làm việc lại á thì bằng cách là mình sẽ bấm vô cái nút này nè, cái nút power, cái nút power đó, nút on đó. Mình sẽ bấm vô cái nút đó và mình giữ chặt cái tay mình ở cái nút đó đè xuống rồi tới 10 giây, có nghĩa là mình có thể đếm từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ha. Đếm càng lâu càng tốt, cho nó đúng 10 giây thì lúc đó là coi như là cái màn ảnh của mình á, nó sẽ cái computer, cái laptop của mình á, là coi như là nó sẽ bắt đầu lại từ đầu, gọi là restart. Chỉ có cách đó thôi, bởi vì khi mà cái màn ảnh của mình mà nó bị cứng ngắc á thì lúc đó mình không có restart được, mình không có dùng cái restart được, mà mình phải bằng cách là phải nhấn cho cái power này, nó off luôn, mà giữ chặt cái đó trong 10 giây thì bắt đầu cái màn ảnh của mình nó sẽ hiện ra trở lại bình thường và mình bắt đầu xài ha. Đó thì bắt đầu xài á, là bấm vô cái nút return. Bấm vô cái nút center đó, bấm vô cái nút center, bấm rồi là bắt đầu trở lên hết từ đầu. Và mình có thể đánh cái mật mã của mình vô. Đó là cái cách hôm nay mình sửa được cái laptop qua tìm hiểu ở trên Google, và mình muốn ghi chú lại. Và nếu các bạn nào mà có một cái khó khăn giống vậy đó, trở ngại giống như mình hồi nãy vậy đó, là cái màn ảnh nó bị đứng luôn á, bị đứng là đứng cái màn hình luôn á, thì sửa bằng cách đó ha. Bye.